Đây là cái giếng khoan các bạn, khoan bằng cái máy hỏa tiễn, do lâu ngày sử dụng nên dây cáp nó bị đứt rồi. Hôm nay kéo nó lên để thay dây cáp, cáp mới sẵn để chia sẻ các bạn cùng xem luôn. Giếng mình tới 70 mét khoan lận. Đang cột dây cáp mới vào cái đầu bơm. Chắc gì vậy? Thì biết có lỗ cũ nó đâu rồi đây. Trời em đại. Phát lỗ khác vô nên nó khoan lỗ mà. Dịnh cái máy, dịnh cái máy. Nó chủ gửi là gửi á, gửi gì là gửi. Ốp hết lại luôn á. Không, do tay mình mỏi á. Từ từ em, cái gì vậy? Chính như điện không? Chưa điện chính nó lại đó. Dạ. Gạch cũng vô. Rồi xong. Nói về thay dây cáp đã xong rồi. Vậy mình giờ làm vàng bầu bí.